không phải Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà mới là sao Việt đầu tiên cầm trên tay iPhone 12. Mới nhất trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà vừa khoe đến khán giả khoảnh khắc cầm trên tay chiếc điện thoại được nhiều người săn đón. Trên chức năng Story của Instagram, Hồ Ngọc Hà khiến cho nhiều người trầm trồ khi khoe khoảnh khắc sở hữu món quà vô cùng đặc biệt. Là một trong những sao Việt chạy theo trào lưu phục trang đắt đỏ, nhưng ít ai biết cô cũng rất đam mê với đồ công nghệ, đặc biệt là những chiếc điện thoại thông minh đi đầu thế giới. Mới nhất trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà vừa khoe đến khán giả khoảnh khắc cầm trên tay chiếc điện thoại được nhiều người săn đón thời điểm hiện tại, đó chính là iPhone 12. Được biết, nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà từ một người em. Cô cũng dành lời cảm ơn đến người đã tặng mình món quà vô cùng trendy này. Theo như tình hình showbiz hiện tại, Hồ Ngọc Hà chính là sao Việt đầu tiên cầm trên tay chiếc điện thoại giá trị và thời thượng này. Trước đó, Ngọc Trinh cũng đã hứa hẹn sẽ là người mua cho bằng được mẫu iPhone này khi nó cập bến Việt Nam. Hiện tại, không ít khán giả phải suýt xoa trước việc sở hữu chiếc iPhone mới của Hồ Ngọc Hà. Không ngờ rằng nữ ca sĩ lại có được nhanh chóng đến như vậy, mà còn là món quà được tặng. Nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà chính là bà mẹ bầu sung sướng nhất showbiz. Hồ Ngọc Hà yên bình những ngày cuối thai kỳ. Trong khoảng thời gian cuối thai kỳ, Hồ Ngọc Hà chọn cách rút lui khỏi showbiz để tập trung hoàn toàn cho việc dưỡng thai và chờ đến lúc lâm bồn. Những khoảnh khắc dạo chơi cùng Kim Lý và Suboy của nữ hoàng giải trí làm cho fan hâm mộ cảm thấy yên lòng. Vì giờ đây, cô đang toàn tâm, toàn ý cho việc chờ đón hai thành viên mới đến bên đời mình. Cô không chỉ có cuộc sống an nhàn mà còn được bạn trai Kim Lý hết mực yêu thương. Những khoảnh khắc nam diễn viên ngồi gấp quần áo cho em bé sắp sinh vừa qua cũng khiến dân tình phải ghen tị. Được biết, Hồ Ngọc Hà đang trong giai đoạn chạy nước rút của thai kỳ. Các khán giả hiện rất nóng lòng chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng và chúc mừng đến nữ ca sĩ.